Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục tin tức hàng ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện chiếc Honda Dream 2 đột biến tại Lâm Đồng gây sốc với một loạt phụ tùng hàng hiệu có giá trị lên đến hơn 200 triệu đồng. Với những người đam mê xe xế độ, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một thú tiêu khiển riêng. Để có được chiếc xe máy độ theo ý muốn, chủ sở hữu không chỉ bỏ một số tiền lớn mà đôi khi còn mất khá nhiều thời gian tìm tòi cho được những phụ kiện khác người. Thật không khó để thấy một chiếc xe độ bon bon chạy trên đường, nhưng có một chiếc xe độ khá đặc biệt khi được chủ nhân đầu tư toàn hàng hiệu có giá trị đến hàng trăm triệu đồng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xem nội dung chi tiết. Chiếc Honda Dream 2 độ kiến tại Lâm Đồng gây sốc bởi một loạt các phụ tùng hàng hiệu có giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng. Bước chân vào thị trường Việt Nam từ đầu thập niên 90, dòng xe máy Honda Dream 2 trở thành một trong những dòng xe số phổ thông thành công nhất ở nước ta, không chỉ được những người dân Việt Nam ủng hộ. Mẫu xe này từ lâu cũng đã được dân chơi xe quan tâm độ lại, trong đó phổ biến nhất là phong cách độ kiến. Từ trước đến nay, đã có rất nhiều bản độ Honda Dream kiển từng được người chơi xe máy tại Việt Nam tạo ra. Tuy nhiên, chiếc Dream kiển khủng vừa được một biker tại tỉnh Lâm Đồng hoàn thành, nhiều khả năng là bản độ đắt nhất từ dòng xe này từng được hoàn thành tại Việt Nam. Cụ thể, chiếc xe máy Honda Dream 2 này được độ kiển lại khá nhiều đồ chơi, phần đầu chiếc xe với tay thắng CRG RC2, phần nhựa được cắt gọt khá tinh tế phù hợp với bộ tay thắng hàng hiệu, cùng với đó là cặp bao tay Yamaha gù CNC thủ công với chi tiết sắc nét và góc cạnh. Phía bên trái được trang bị kính Rizoma 851 và một tem phi nhỏ trang trí. Bên cạnh đó, sự hiện đại của chiếc xe số phổ thông này còn được đưa lên tầm cao mới với đồng hồ Casio dành cho Exciter 2010, tích hợp với nhiều tính năng và màu sắc cùng các nút bấm cho người dùng tùy chỉnh. Ổ khóa điện nguyên bản của chiếc xe cũng đã được thay thế bằng công nghệ khởi động chỉ qua một nút bấm. Các chi tiết nhỏ như là che bùn trước và sau cũng được làm mới bằng việc trang bị ốp carbon siêu nhẹ. Biển số xe cũng thuộc dạng hàng độc, hiếm với ngũ quý 1. Đến dàn chân của chiếc Dream 2 độ kiển sẽ khiến nhiều người yêu xe và thích thú với độ chịu chi của chủ xe khi mạnh tay trang bị cho xe vỏ phục Stage 6, đĩa Ganfer, lồng đĩa CNC, heo dầu Brembo logo lớn hai piece đối xứng, dây dầu Morin cùng bộ mâm đúc đa chấu màu đen ấn tượng. Ở phía sau, chiếc xe cũng đã được nâng cấp hệ thống phanh điện mới. Tuy nhiên, phuộc sau đã được nâng cấp lên cặp phuộc vàng mới hàng hiệu, cùng với đó là sự gấp mặt của bình dầu AEM CNC, heo dầu Brembo logo lớn hai piece đối xứng, dây dầu Urs gác chân kiển khá là ấn tượng. Theo chủ nhân của nó, thì phuộc sau của chiếc xe cũng đã được đồ lại thuộc thương hiệu Ohlins cho độ nhún êm ái hơn khi chiếc xe vận hành trên nhiều địa hình khác nhau. Cụm vây ơ của xe cũng được titan hóa khá sang chảnh đi cùng với nắp nhôm DBS đầy cá tính. Cụm ống xả của xe không thay đổi nhiều, ngoài việc được thêm ốp mạ bạc mới đi kèm với đó là ốc kiểm Roti và titan được trang bị khá đẹp mắt. Chân chống của xe được độ titan đầy ấn tượng và thẩm mỹ cao. Ngoài ra, dàn áo của xe cũng đã thay đổi với màu sơn cùng với bộ tem mới rất là bắt mắt. Phần nội công của chiếc xe đã được đổ lại với bộ đồ lồng từ mẫu xe khác và xúc bắp, ốc và lốc máy giúp nâng dung tích xe lên mạnh hơn so với nguyên bản. Cùng với cỗ máy mạnh mẽ là mâm lửa Broti, cần số K-Tech, mang cá phay khá là mắt kèm theo gác chân KFC to lớn. Ước tính sau khi hoàn thành mẫu xe kiển này, chi phí độ chiếc Dream 2 tại Lâm Đồng có thể lên tới số tiền 200 triệu đồng, mặc dù chưa phải là một trong những bản độ Honda Dream kiển khủng nhất từng được tạo ra tại Việt Nam, nhưng nó cũng rất là ấn tượng. Bước mồ hôi đêm ngày, anh chàng khiến thế giới bất ngờ khi chế tạo siêu xe chỉ với 70 triệu đồng. Chiếc Bugatti Veyron được làm bằng gỗ với tỷ lệ 1:1 đang gây ngạc nhiên cho các nhà sản xuất siêu xe ở châu Âu. Một thợ mộc Indonesia đã chế tác ra chiếc siêu xe này để thỏa chí ngắm siêu xe. Các bộ phận được chế tạo hết sức tỉ mỉ và chi tiết, bao gồm cả bộ phận kiểm soát động lực xem, vô lăng, bàn đạp, bộ ly hợp và nội thất của chiếc xe, tất cả theo phỏng theo nguyên mẫu với tỷ lệ 1:1. Đây cũng không phải lần đầu tiên, chiếc siêu xe đầu tiên mà chàng thanh niên này chế tác được làm bằng gỗ. Chàng thanh niên này còn chế tác cả các loại phương tiện khác. Tuy nhiên, chiếc siêu xe Bugatti Veyron này là một sản phẩm phức tạp hơn hết so với những tác phẩm trước đây. Các công đoạn đều được chế tác một cách rất tỉ mỉ. Chiếc xe vừa cơ bản đã hoàn thành xong, còn lại chỉ là việc phun sơn để có thể giống như nguyên mẫu. Chiếc xe được chế tác với giá trị là 40 triệu rupiah, tương đương 3.323 đô, khoảng 70 triệu đồng.
Sau khi tác phẩm hoàn thành, một nhà thương mại người Đức đã mua lại với ý định sẽ mua thêm phần động cơ của chính hãng lắp vào phần vỏ xe này. Chàng trai mua 6.000 lớp xe cũ bị người dân chê phí tiền. 700 ngày sau, tác phẩm tuyệt đẹp ra đời. Quý vị thính giả thân mến, nhiệt huyết và sự kiên trì sẽ phát huy sức mạnh khiến chúng ta khó mà tưởng tượng được. Ở Trung Quốc, một chàng trai 9X bằng ý chí quyết tâm đã tạo ra tác phẩm vô cùng đáng giá. Anh tận dụng 6.000 lớp xe cũ trong 700 ngày để tạo ra một con rồng lớn sống động. Mục đích của việc làm này là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, khiến mọi người không khỏi thán phục. Ở làng Vương Cảnh, thôn Trương Phó, thị trấn Lăng Thành, huyện Tuy Ninh, Từ Châu, Trung Quốc, Chu Đoan Khởi là nghệ sĩ điêu khắc 9X, có sở thích chế tác các tác phẩm nghệ thuật tại nhà. Bỗng một hôm, anh nảy ra ý tưởng bỏ tiền thu mua lớp xe cũ không còn dùng nữa. Không chỉ lớp xe ô tô, cả lốp xe đạp, Chu Đoan Khởi cũng mua lại. Cuối cùng số lượng thu mua lên đến tổng cộng hơn 6.000 lớp. Người dân trong làng xì xào bàn tán, nói anh lãng phí tiền. Cứ như vậy, Chu Đoan Khởi bận biệu với đóng lớp ở sân sâu, thoát cái đã hơn 700 ngày. Cuối cùng tác phẩm cũng ra lò, đó là một con rồng lớn dài 10,8m, cao 4,8m, nặng khoảng 2 tấn đứng sừng sững trong sân. Tác phẩm tuyệt vời này đã khiến danh tiếng của Chu Đoan Khởi nổi như cồn, rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn. Con rồng này tên là Chu Quen, được coi là người con thứ 9 của rồng trong thần thoại Trung Quốc. Con rồng có khoảng gần 10.000 cái vảy, phải cần sự nhẫn nại và ý chí phi thường thì mới có thể hoàn thành. Chàng trai 9X cho biết, độ dày của mỗi vảy rồng đều khác nhau, anh phải dùng dao cắt tỉa từng cái một. Chính anh giờ nghĩ lại cũng không biết mình đã làm thế nào để hoàn thành tác phẩm. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của Chu Đoan Khởi đó là nhắc nhở mọi người về ý thức bảo vệ môi trường. Anh hy vọng sẽ có nhiều người hơn tham gia vào công tác bảo vệ môi trường, tái sử dụng phế liệu, cải thiện ô nhiễm môi trường. Anh cũng cho biết hiện tại tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Có hôm anh nhìn thấy người ta đang đốt lớp xe ô tô cũ, vì thế chợt nảy ra ý tưởng tái sử dụng lớp xe. Sau đó anh bắt đầu thu mua lại lớp xe cũ và cho ra đời tác phẩm của mình. Hóa ra, đằng sau tác phẩm nghệ thuật của chàng trai trẻ là cả một thông điệp sâu sắc. Hy vọng mọi người nhìn thấy tác phẩm của mình sẽ nâng cao ý thức và hành động bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất thân yêu. Chàng trai rửa xe đẳng cấp nhất thế giới, giá 150 triệu đồng mỗi lượt, khách vẫn đông nườm nượp, bí ẩn là gì vậy? Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên anh ấy sử dụng một loại nước rửa xe cao cấp làm từ cam quýt để loại bỏ dầu mỡ từ phần dưới của thân xe. Nước rửa dưỡng xe như vậy sẽ có giá khoảng 1,8 triệu Việt Nam đồng trên 1 lít. Tiếp theo anh ấy sẽ sử dụng vòi nước áp lực cao để làm sạch phương tiện và sẽ điều chỉnh áp lực nước với các loại xe khác nhau. Bọt để rửa xe là một loại hoạt chất trung tính, chuyên nghiệp được sản xuất từ Hoa Kỳ. Loại nước này có giá khoảng 2,5 triệu trên 1 lít. Và mỗi miếng vải làm sạch được sản xuất với công nghệ mới nhất để đảm bảo rằng nó sẽ không làm trầy xước sơn khi lau chà xát và cũng không để lại bất kỳ vết bong vải nào. Loại nước rửa xe đặc biệt này khác với những loại khác có tính axit trên thị trường, loại hợp chất trung tính không làm hỏng khung bánh xe. Đến đây mới chỉ là bước đầu mà thôi. Tiếp theo thì Paul đã dùng một miếng đất tự tính chà xát lên thân xe để hút hết những mảng sắt nhỏ li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Tiếp theo anh ta sẽ sử dụng các công cụ chuyên nghiệp để quát. Đây là một loại sáp không phải là một lớp mà là 6 lớp đầy đủ. Sáp anh sử dụng không phải là sáp bình thường mà là sáp cọ tự nhiên Zimon hàng đầu. Sau khi hoàn thành một lớp sáp, anh ấy sẽ dùng tay bôi một lớp khác lên. Theo anh, nhiệt độ của bàn tay có thể làm cho sáp dính đều và chắc trên thân xe. Khi các bước này được hoàn thành, anh sẽ sử dụng một dụng cụ đặc biệt để kiểm tra từng vị trí trên thân xe để đảm bảo rằng không có thiệt hại trên xe hoặc là sáp không đều. Sau khi xem những điều này, bạn có thể hiểu tại sao ngay cả khi người ta phải mất 150 triệu một lần rửa xe mà vẫn có những người giàu sẵn sàng chờ đợi để anh ấy giúp họ rửa xe. Không chỉ bởi vì các vật liệu anh ta sử dụng là cấp cao nhất mà sự cẩn thận của anh là lý do tại sao mọi người sẵn sàng trả giá cao như vậy. Thời gian bảo hành dịch vụ của anh cao tới 6 tháng, vì vậy
Khi bạn mua một chiếc xe thể thao vài tỷ thì dịch vụ hàng đầu như vậy có thể không đắt đỏ với bạn mấy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.